Rồi, hôm nay hướng dẫn em giải cái đề tham khảo cuối học kỳ 2 toán lớp 8 2023-24 của trường Trung học cơ sở Trần Phú, Hải Dương. Thì đề này nó gồm hai phần trắc nghiệm 3 điểm. Thì nó có 12 câu, tự luận 7 điểm. Nó có 6 câu. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Đi vào câu 1 ha. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng như thế nào? Mình học rồi, đường trung bình là một cái đoạn thẳng nó nối hai trung điểm của tam giác. Hiểu không? Tức là chúng ta đó là đi qua trung điểm hai cạnh của một tam giác. Ta chọn án là B ha. Theo định nghĩa đường trung bình đấy. Rồi, thì câu 1 chọn là B nha. Này trong lý thuyết. Ta đi vào câu 2. Trong các hình sau, hình nào là hai hình đồng dạng? À, thì ghi thiếu rồi. Đây A, B, C, D bạn, hiểu không? Đây nè. À, đáp án A nha. Đây là B nè. Đây là C. Rồi, đây là D. Rồi vậy bằng câu 2 này bạn sẽ chọn hai hình đồng dạng. Hai hình đồng dạng là hai hình như thế nào? Rồi. Mình đã học rồi đúng không? Hai hình đồng dạng là biết rồi. Vì trong bài này thì mấy bạn chọn đáp án nào đây? Đồng dạng nha. Còn phối cảnh đồng dạng là phóng to thu nhỏ. Đó, mình học cái lý thuyết. Rồi. Vậy trên đây là hình chữ nhật, đây là hình vuông không phải, đây là tam giác thường, đây là tam giác đều không phải, đây là cái bông tròn, đây bông dài không phải. Vậy ha, hình A nha. Đồng dạng nó khác, còn phối cảnh nó khác. Giờ đồng dạng là nó giống nhau về hình dạng, nó nằm ở đâu, vị trí nào cũng được. Nhưng phối cảnh là phải phóng to ra. À, giống như là hình ảnh của nó là qua một cái đèn pin vậy đó, hoặc là cái bóng của nó qua ánh sáng vậy. Được chưa? Rồi, câu 3. Trong các hình sau đây hình nào là hình hai hình đồng dạng phối cảnh? Hình 1 là đồng dạng thôi, hình 2 là đồng dạng phối cảnh đó. Hình 3 là đồng dạng thôi, hình 4 cũng là đồng dạng thôi. Chứ không có phối cảnh nha. Chỉ phối cảnh là chỉ có hình ngôi sao là đáp án B. Nha. Để phân biệt đồng dạng khác, đồng dạng phối cảnh khác nha. Đồng dạng là nó giống nhau, nhưng mà nó vị trí nó khác nhau vẫn được. Còn thêm chữ phối cảnh như là nó phải giống nhau ở vị trí đó luôn. Và nha, là nó nằm theo cái hướng giống luôn á. Rồi, câu 4. Trường hợp nào sau không phải là trường hợp đồng dạng hai tam giác? Câu A góc góc là đúng. B cạnh góc cạnh được. C cạnh 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 được. Cạnh 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 được. Còn D là góc cạnh cạnh không đúng. D nha. Là câu 4 là mình chọn câu D. Rồi, tôi đi vào câu 5. Rồi, xét cái tam giác là gì? Nó cho song song đúng không? Thì hệ thức nào? Là tam giác ABC có M thuộc AB, N thuộc AC, giả thiết. M, N song song với BC, giả thiết. Thì mình thấy
nó liên quan đến MN với BC đúng không? MN chia cho BC nó bằng là theo định hệ quả định lý Thales đó. A AB chia AM chia AB hoặc là AN chia cho AC. Thì đây chính là hệ quả của cái định lý Thales nha. Chúng ta đã biết cái này rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án nào? MN chia BC bằng AM chia AB. Câu A là loại của B, NA sai luôn, của C, MA chia cho AB đúng đó. Câu D, AB chia MA là ngược lại phải nha. Chọn câu C nha. Rồi, chúng ta đi vào câu số 6. Số x trong hình B. Thì trong cái hình này mình sẽ dùng Thales cũng được hoặc là dùng tam giác đồng dạng cũng được, thế nào cũng đúng hết. Thích dùng Thales thì có cơ sự song song, còn không dùng tam giác đồng dạng đi ha. Xét hai cái tam giác này. X là cái cạnh MB đúng không? Xét hai tam giác đó đó là ONQ. ONQ và tam giác là gì? O MB ở hai góc O là đối đỉnh với nhau. Đúng chưa? Tam giác bên này thì ghi góc là O N O Q bằng tam giác bên kia đó là MOB. Hai cái này bằng nhau là do đối gì? Đối đỉnh. Rồi tiếp theo góc vuông á, tức là góc ONQ bằng góc OMB là đối đỉnh, không phải bằng 90 độ. Nè, này là giả thiết cho góc vuông. Vậy chúng ta có được hai góc này bằng nhau thì hai tam giác này sẽ đồng dạng nhau theo trường hợp góc góc. Rồi mình lập tỷ lệ để nó có ít thì mình lập NQ thì chia bên đây đó là MB, còn mình sử dụng 3,6 đó là NO, mình chia bên đây là MO, đó là cùng bằng tỷ số đồng dạng. Rồi mình sẽ thay vô là x NQ cho x đó MB 2,5, NO là 3,6, MO là 3. Rồi tới đây mình rút ra x, mình lấy 3,6 nhân 2,5 chia cho 3. 3,6 nhân 2,5 chia cho 3 nó ra là 3. Rồi sao ra 3 ta? 3,6 nhân 2,5 chia cho 3 ít đúng không? Rồi O N Q O M B N Q chia M B bằng N O chia cho M O. N Q là ít, MB 2,5, NO là 3,6, MO là 3, 2,5. Ủa, để coi lại coi. 2,5 nhân 3,6 là chia cái này là ra 3. Sao ngộ vậy? Chứ không có đáp án ta. Tương ứng là đúng không? ONQ đúng rồi nè. OMB đúng rồi nè. Đúng không? Rồi, cạnh này nó cho là bằng 3,6 và này là 3, đây là x 2,5.
x chia cho 2,5 bằng 3,6 chia cho 3 rồi bằng 3. Cái này chắc có lẽ là người ta ra thì sai đó bạn ơi. Nên rồi thì đây mình chọn là sửa lại câu D là 3 đi ha. Bình thường 6, tại vì đây là đề thi, thi gì, đề tham khảo chưa, có khả năng là lỗi là bình thường nha. D làm bình thường nhưng mà tại vì đây nó cho bị nhầm á, được chưa. Rồi ta đi vào câu 7 nha. Trong một năm số tháng có trên 30 ngày, các tháng trên 30 ngày là các tháng gì, có trên 30 ngày thì cụ thể là 31 ngày đấy. Là tháng 1, tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Đúng không? À. Cái gì? Trong một năm, số tháng có trên 30 ngày. Đúng rồi. Các tháng chờ 31 ngày là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12. 7 tháng. Sao đây không có ta? Ủa gì? Số tháng trên 30 ngày. Trên 30 ngày là 31 ngày đó. Được chưa? Các bạn hiểu không? Các tháng mà 31 ngày bạn biết rồi ha. Còn còn tháng 2 thì có thể 28 hoặc 29 ngày, còn tháng những tháng còn lại là 30 ngày. Ở đây nè, có 7 tháng. Đúng không? Đây, cho một số 7 nha. Đề này tôi không biết sao nó cho kỳ quá. Rồi, cho C đi ha. C. Cho bị lỗi bạn. Rồi, câu 8 là Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành? 63 tỉnh thành. Đúng chưa? Rồi. Tôi cũng ha, là đáp án B. Câu 9. Biểu đồ tranh dưới đây cho biết loại trái cây yêu thích của các bạn học sinh khối 8, tỷ số phần trăm học sinh ăn táo. Táo 1:1 như thế này. Được không? Mình sẽ chia cho tổng của nó. Đó, tức là mình hiểu không? Nó có một cái hình. Thì ở đây táo là 4 hình. Tổng của nó là 4 cộng 2. Chuối là 2 nè, dưa hấu là 6 nè, kia là 5, bưởi là 3. Rồi mình bấm máy ra nhân 100%. Là 4 nhân 100 là 400. Chia 4 cộng 2 là 6, 6 với 2 là 12, 12 với 8 20. Rồi là 20%. Để mình chọn đáp án là A. Rồi. Một chiếc thùng kính đựng một số quả bóng màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng có cùng kích thước trong một trò chơi. Người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi thả vào bóng vào thùng. An thực hiện trò chơi ghi được kết quả như sau. Tức là số lần thực hiện. Đúng không? Tổng mấy này lại nè. Là 26, dưới đây 24 là 50 lần. Thì xanh nó xuất hiện 20, đỏ 6, tím 10, vàng 14. Xác suất lớn nhất mà là ta có thể lấy được bóng màu gì? Là cái số nào lớn nhất? 20. Được chưa? Là màu xanh đó. Đó. Vì gì sao? Vì số bóng màu xanh nhiều nhất.
xuất hiện nhiều nhất. Nên xác suất lớn nhất là lấy bóng màu xanh thì chúng ta chọn đáp án C. Câu 11. Đứng trên một điểm quan sát, số học sinh đi xe đạp điện có đội mũ bảo hiểm hay không? Kết quả như sau: số học sinh đội mũ cài quai đúng cách 64, đội mũ cài quai không đúng cách không đội mũ bảo hiểm. Xác suất để các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, đội mũ cài quai đúng cách. Rồi đây là xác suất ha, mình lấy cái 64 đó đó, được chưa? Mình chia cho tổng là 64 cộng 16 cộng 20 đó, là mình nhân cho 100% xác suất ha. Đáng lẽ là không nhân phần trăm, không nhân phần trăm cũng được, nhưng mà đây thấy có đáp án phần trăm nhân phần trăm, được chưa? Đó là 64 nhân trăm là 6400, chia 64 cộng 16 cộng 20 là 64%. Chúng ta chọn đáp án là B. Rồi, chúng ta đi vào câu 12. Thống kê số chương trình quảng cáo của một đài truyền hình có bảng sau: thời gian quảng cáo, số chương trình quảng cáo từ 0 đến 19 giây thì có 25 chương trình, 20 giây đến 39, 15 chương trình, 3, 40, 59, 35 và 60 giây trở lên là 5. Số chương trình quảng cáo từ 25 đến 20 đến 59, tức là hai khúc này nè, cộng lại đúng không? Đó. Chiếm, mình lấy cái đó, hai cái đó cộng lại nè, tức là 20 với 20 đến 39 là 15, rồi 30, 40 đến 59 là 35. Rồi mình chia cho tổng, tổng là 25 cộng 15 cộng 35, 5 nhân 100%. Rồi bấm máy ra, trên là 20, 15 cộng 35 là 50, 50 mình nhân 100% là 5.000. Chia dưới là 25 cộng 15 là 40, cái kia 35, 15, 40 nữa là 80, là nó ra là 62,5. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Rồi, hiểu không? Chúng ta đi vào câu B. Như thế nào? Lấy một ví dụ về phương trình bậc nhất có dạng này, A khác không, và giải phương trình đó. Bây giờ mình sẽ lấy đây nha. Rồi, ví dụ về phương trình bậc nhất nha, lấy dễ nhất đi, lấy cái số cho đẹp nè. Ví dụ x bằng x trừ 2024 nha, đấy, bằng 0. Đây mình chuyển qua x bằng 0 cộng 2024, x bằng 2024. Rồi, vậy nghiệm của phương trình là x bằng 2024 là xong. A, vậy ha. Rồi, câu B, giải phương trình này thì ta quy đồng lên, mẫu chung là 3 với 5 là 15. Vậy ở đây chúng ta nhân cho 15, đúng không? 15x chia cho 15, đây nhân cho 5, đây là nhân cho 3. Rồi chúng ta bỏ mẫu đi. Năm nhân x chia 5 nhân 1, đây là nhân vô.
Đây là 6x cộng 3, chuyển x dạng vế, số dạng vế, chuyển qua chuyển lại biết ha, 15 chia 5 là 10, 10 chia 6 là 4x, 3 cộng 5 là ra 8, chị tìm x lấy 8 chia cho 4, x bằng 2. À, vậy nghiệm của phương trình là x bằng 2 nha. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu B. Rồi. Chờ thầy 1 phút nhé. 1 phút thầy quay lại. Rồi, nên đi vào câu số 14, ha. Trong các hàm số sau, những hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định giá trị AB của chúng và cho biết cặp đường thẳng nào song song với nhau. Rồi đầu tiên ta trả lời trước là các hàm số bậc nhất là của B là được nè. C được nè. Tức là ghi vuông nguyên cái B đi ha. Thôi ghi cái đó thôi. Rồi. Câu này cũng là hàm số bậc nhất. Rồi. Xác định các giá trị AB của chúng. Tức là đây đúng không? Cái ghi từng câu nha. A, A chữ đi. Này chữ đi. Là B. Có A bằng là âm 0,5, đứng trước x đúng chưa? B là bằng 0. Rồi C đây nè. Có A là bằng trừ 0,5. B là bằng trừ 1. Rồi có E này nè. Mình nhân ra. Căn 3 nè, nhân cho x là căn 3x. Căn 3 nhân trừ 1 là trừ căn 3. Tổng nhân ra là sai, là trừ 2 để lại. Thì A của mình nó bằng là căn 3. B của mình là bằng trừ căn 3 trừ 2. Đúng ha? Đó. Rồi nó hỏi cặp đường thẳng nào song song. Thì song song là hai cái A nó giống nhau, tức là B với C. Cặp đường thẳng song song với nhau là y bằng ở vàng này. Mình cần thích giá này vì có hệ số A giống nhau, hệ số gốc á. Rồi là chúng ta hoàn thành được cái câu 14. Ha. Giờ chúng ta qua câu 15. Số bạn nữ của lớp các lớp 6 trong một trường trung học cơ sở ghi lại như sau. Số A, số B, số C. Mỗi ngôi sao là biểu diễn cho 3 bạn nữ. Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết số bạn nữ của mỗi lớp. Để không? Số bạn nữ của lớp 6A có 4 ngôi sao là 4 x 3 bằng 2 bạn. Ha, tiếp theo. Số bạn nữ của lớp 6B là có 5 ngôi sao, 5 x 3 là 15 bạn.
Phải số bằng nửa của lớp 6C là 60 sao. 6 x 3. Rồi, tiếp theo. Số bạn nữ của lớp nào nhiều nhất? Rồi, trong ba lớp đó thì 18 nhiều nhất không? Các bạn nữ của lớp 6C là nhiều nhất. Rồi, xong. Chúng ta hoàn thành được cái bài 15. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài 16. Sáu như thế nào? Cho tam giác ABC, nó không nói tam giác gì thì mình vẽ cái tam giác nhọn ha. Chứ không có được vẽ tam giác đặc biệt nha. À, ví dụ gì? ABC. Lấy điểm M bất kỳ trên BC. Lấy đâu bây giờ? Lấy đại đi. Ví dụ M lấy đây đi. À, ví dụ đây. Tùy bạn hơn lấy đây đi. Rồi. M bất kỳ trên BC. À, vẽ Y là trung điểm AM. Y là trung điểm AM. Y là trung điểm AM. Từ Y kẻ IK song song với AB. Song song với AB kẻ IK song song với AB. K thuộc ABC. Gì? Từ Y. Y là trung điểm M. Từ Y kẻ IK song song với AB. K thuộc ABC chứ. Chứ làm sao mà K thuộc AB được. Hiểu không? Không có gì nhầm nữa. K thuộc BC. Rồi. Đấy, cái đề thi thử bạn thấy lúc nào nó cũng bị lỗi là nhiều, là bị lỗi là do nó là tham khảo mà nó làm không có chất lượng, nó làm cái kiểu gọi là cho mình làm thì thôi, không phải là chỉ thiệt. Còn chỉ thiệt là người ta ra người ta phải kỹ từ giờ tới giờ lui á, và nó đúng hay không, có bị lỗi chỗ nào không, chứ việc đi ra mà bị lỗi người ta sẽ đánh giá chứ nha. Rồi thì bài này dễ quá đúng không, mình biết là IK là song song này đúng không, tức là nó cho sự song song là mình biết điều gì rồi đó, thì để cái màu song song cho em dễ hiểu. Thì cây sát song song thì chúng ta học rồi, nếu đường thẳng đi qua một điểm trung điểm của cạnh và song song với cái cạnh đấy thì nó đi qua trung điểm cạnh còn lại, là trong lý thuyết mình đã học cái đó nha. Đấy, tức là trong cái bằng cái đường trung bình đây, đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. Đó, hiểu hiểu ha, tức là K này sẽ là trung điểm. Rồi, K là trung điểm thì từ đó mình chứng minh nó là đường trung bình. Đường trung bình thì nó có tính chất là bằng 1 phần 2. Đúng không ạ? Rồi xong. IK nó bằng 1 phần 2 AB. Đúng không? Vậy IK chia AB là bằng 1 phần 2 đó.
À, nói chung là không khó nha, nhưng cũng phải biết cách mới làm được chứ không phải tự nhiên vô là làm được đâu. À, mỗi đề chúng ta đều có một cái kiến thức khác nhau để chúng ta hấp thụ nó nha. Rồi chúng ta sẽ xét cái tam giác là gì, ABM. Đó. Có Y đúng không? Y là thuộc AM, K là thuộc BM, Y là trung điểm của AM. Giả thiết cái này cũng là giả thiết ha. Và YK song song với AB cũng là giả thiết. Thì chúng ta học rồi. À, thì suy ra gì? K sẽ là trung điểm của BM. K là trung điểm BM. Rồi. Cái đó thực chất hồi xưa cái đó là định nghĩa đó. Rồi chúng ta cũng quay lại xét tam giác ABC. Đó. Y là trung điểm AM. À, giả thiết. Rồi K là trung điểm BM, chứng minh trên. Chúng ta có được hai điều kiện này đúng không? Thì suy ra nó là đường trung bình. Tức là đường trung bình tam giác là đoạn thẳng nối hai trung điểm của cạnh ấy. Thì cái đường trung bình có tính chất là song song cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy. Nửa nhé. Nửa là 1/2. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ suy ra được là IK là đường trung bình của tam giác ABC. Thì tính chất của đường trung bình là gì? Biết rồi đúng không? IK nó bằng là AB chia 2 hay là bằng 1 phần 2 AB. À, tính chất thì mình chia xuống đó, chia AB xuống. YK chia AB là 1/2. Rồi, đó là tính cái tỷ số nó ra 1/2. Rồi là xong. Đúng không? Ta hoàn thành được cái câu A. Rất đơn giản, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Như thế nào? Là tia BI cắt AC tại N. B. Đây. Mình cho một màu khác đi ha. Nhưng mà dễ phân biệt. Màu cam đi ha. Tại sao nó cho cắt vậy đúng không? TBI cắt AC ở N. Tức là cái câu này nó cho một màu cam hết. TC cắt AB ở rồi chứng minh B y chia BN, B y chia BN cộng CI chia cho CE bằng 3/2. Đọc cái bài này là 90% học sinh bỏ hết, không làm được. Vì sao không làm được? Bởi vì cái bài này muốn làm được là sử dụng một cái định lý Mendeleev. Thực chất là cái này người ta đang kêu mình dựng hình đó. Để làm được bài này phải dựng hình và sử dụng Talet nó ra. Muốn có được B chia BN nè, thì mình phải có được cái gì song song liên quan với Y với N song song, đúng không? Thì muốn cho song song là sao? Tức là qua Y nè, mình vẽ đường thẳng song song với AC, cắt BC, mình đưa về quy về cắt BC hết.
À, tức là đầu tiên mà vẽ nè, song song với AC này nè đó, sao biết được, sao biết được song song hay vậy, đúng không, các bạn hỏi vậy đó. Thì nói chung đó là cái kỹ năng những học sinh giỏi nó phải biết đó, qua y kẻ đường thẳng IH song song với AC, còn không biết thua nha. Đó là cái đó gọi là cái khó nhất của toán học, làm viết nó quen, cái cảm giác viết mình biết nha. Em yên tâm, em cứ đưa bất kỳ đề nào tôi giải cho mấy em xem, tức là khi mình đủ cảm giác rồi thì mấy em không có gì sợ hết. Rồi tương tự nè à, thì đầu tiên mình vậy đó ha. Rồi còn CI á là chúng ta có nè, BI này chia BN nè, nó sẽ bằng là BH chia BC không, theo định lý Thales đúng không? Còn CI mà chia CE đó nó sẽ bằng là gì, CK chia cho CB đó. Hồi nãy mình chứng minh K là trung điểm mà đúng không, bây giờ mình phải chứng minh H là trung điểm, các bạn hỏi sao biết đúng không đó. Thì nói chung là không nói được cái đó, mình làm viết mình quen nha, còn mình không không là không biết thì thua để rồi. À, mình dùng hai cái tablet mình cộng lại mình biến đổi nó ra được nè, tại vì nó nằm trên cạnh trung điểm này mình biết nha. À, nói chung là bài này khá hay đó nha. Những cái bài như thế này là cực kỳ đỉnh đó. Rồi thì đầu tiên nè ta có ha, ta chứng minh H là trung điểm trước đi, được chưa, thì ta qua y đúng không, kẻ đường thẳng song song với AC cắt BC tại H đúng không? Rồi chúng ta sẽ chứng minh H là trung điểm y chang như trên, được chưa, thì chúng ta chứng minh H là trung điểm, đọc y hệt như này luôn nè, hơi dài đúng không, hơi dài á. Rồi được chưa, xem đây, đầu tiên nha, xét cái tam giác là ACM, AC, cái kia là ABM chứ, cái là ABM các bạn, ABM nhé, cái này là ABM chứ không phải ABC đâu, nhưng ABM. Rồi đây là ACM chưa, đó có Y thuộc AM, H thuộc CM, Y là trung điểm AM giả thiết khi H song song với AC là do ta kẻ ha, thì suy ra H là trung điểm của BM, được chưa, cũng dùng đường trung bình luôn. Rồi, ta có được là tam giác A, cái này không phải ABC mà là ABM. Rồi, chắc đây là cái tam giác AB ACM. Đó, Y là trung điểm AM và H là trung điểm của BM. Còn cái này H là trung điểm của CM. Được chưa? Vậy IH là đường trung bình tam giác ACM. Vậy IH đó, nó bằng 1 2 AC. À, hay cách khác là mình suy ra IH IH là bằng H là IH là trung điểm đúng rồi. IH rồi bằng 1 2 AC. Cái này khỏi nó cũng được, không cần ha. H là trung điểm của CM. Rồi. Như vậy ở đây. Rồi để đó đi. H là trung điểm CM thôi. Khoan. Cái này chưa cần thiết đúng không? Rồi H là đường CM, CM. H là trung điểm được rồi, không cần cái này đâu. Rồi, ở đây bạn hiểu chưa? Ta có nè. Ta có được là xét
ta sẽ tính như là BI cho BM nè, sẽ cái tam giác đó là BCN đó, thấy chưa? Thì ban đầu ta có là cái gì, ta có là IH song song với AC đúng không, thì do ta kẻ đó, ta thu ngắn lại là IH song song với NC thôi, vì N nó thuộc AC. Thì mình xét cái tam giác này, mình có Y thuộc BN đúng không, H thuộc BC và IH song song với NC. Đó, chúng ta có được hai này chúng ta mới suy ra sử dụng đường tính chất nha, định lý Thales á, BI chia cho BN đúng không, đầu giữa chia đầu cuối thì bên đây sẽ bằng là B gì, BH chia cho BC, chính là định lý Thales. Rồi để đó số 1 đi ha. Rồi tiếp theo chúng ta cũng có được là IK đúng không, song song với AB là giả thiết, thì chúng ta suy ra IK sẽ song song với EB thôi, vì E nó thuộc cho AB, được chưa? Chúng ta cũng dùng y chang gì đó, xét tam giác là gì, nãy là BCN thì giờ CBE hay là BCE đi, đó có Y thuộc CE, K thuộc BC, IK song song với EB chứng minh trên, chỉ suy ra dùng CI chia cho CE sẽ bằng là CK chia cho CB. Đó, định lý Thales 2. Vậy mình cộng 1 với 2 lại, tức là từ 1 và 2. Thôi mình cộng vế theo vế lại đó, thấy chưa? Tức là BI chia cho BN cộng CI chia cho CE. Đó, nó sẽ bằng là BH chia BC cộng CK chia BC. Này để là BC đi ha, cho nó giống. CB với BC cũng vậy nhưng mà để. Rồi mình sẽ cộng lại lấy BH nè, cộng CK chia cho BC. Đó, mà BH mình hiểu không? BH tức là BM cộng cho MH. Cái chỗ này nè nha, thầy sẽ để cái này là số 3 đi, thầy sẽ biến đổi cho coi nè. Tính cái tử trên đầu nè, ta có nè. BH cộng CK, BH mình thấy không? BH chính là bằng cái gì? BH là bằng BM cộng cho MH. Còn CK nó tức là CM. Đúng không? Cộng cho MK. Rồi V bằng tiếp BM thì để lại, BM với CM thì ghép chung lại, còn MH cộng MK để lại đây chung nha. BM với CM cộng là BC, còn MH á mình hiểu không, MH nó là bằng là 1 phần 2 à, MH nó là bằng 1 phần 2 MC, còn MK nó là 1 2 MB. Đó mình ghi là vì M, vì H là gì? Trung điểm của MC và K là trung điểm của BM á. Rồi. Mình để này là BC cộng đem 1 phần 2 ra ngoài, MC cộng MB. Là BC cộng 1 phần 2 BC
đúng không? MC mà cộng MB là BC, là bằng 3 phần 2 BC. À, cho nên mình phải suy ra được, à, tức là BCK, BH cộng CK nó bằng 3 phần 2 BC. Rồi mình đặt cái kia là số 3 này, số 4 mình thay vô là xong. Tức là từ 3 và 4. Cái này. Đó, mình thay vô nha, BH. Nè, trên này là BH cộng CK nè. Đó, nó sẽ bằng là 3 phần 2 BC. Rồi chia cái mẫu BC thì rút gọn còn là 3 phần 2. Rồi, được xong. Điều phải chứng minh là chúng ta hoàn thành câu 16. Hiểu ha? Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào câu 17. Bạn như thế nào? Vào gần buổi trưa, khi bóng của bạn nam dài 60 mét thì bóng của cột cờ là 3 mét. Biết rằng nam cao 1,4 m, hỏi cột cờ cao bao nhiêu mét? Đó. Thì cái bài này mình hiểu làm sao? Mình phải vẽ ra, đúng chưa? Giống như hôm trước vậy đó. Vẽ cái này vậy đó. Đó, thì bây giờ ha, nam đúng không, là cao 1,4 m, đây là 1,4 m, xem như MN đi. Đấy, bóng của nam là bóng của cờ 3 m, bóng của nam là 60 cm. 60 cm đổi ra mét là nhiêu? 0,6 m. Không, còn bóng của cột cờ là 3 m. Chưa? Ừ. Chúng ta hiểu nè, đây là cái hình vẽ minh họa cho bài toán. Rồi, để thầy lấy cái lời giải đó để thầy minh cho nó nhanh ha. Thì bây giờ để trình bày cái đó là lâu lắm, biết chừng nào xong. Được chưa? Ừ. Các bạn xem đây. Vì cùng một thời điểm các tia nắng trời tạo một đất góc bằng nhau nên góc C một cái y chang vậy ha. Rồi, chủ yếu là biểu thức cuối cùng này thôi. Đó. À, mình sẽ rút ra AB nè. AB nó bằng là AC nhân MN chia cho MN. AC của mình á là bằng 3. MN mình là 1,4 chia cho 0,6. Phải đổi về cm, đổi về mét nha. 3 nhân 1,4 chia 0,6 là bằng 7. À, rồi. Vậy. Được chưa? À, mình kết luận ha. Tức là ở đây nó hỏi là gì? Hỏi cột cờ cao bao nhiêu mét? Vậy cột cột cờ cao 7 mét. Rồi, đó là câu A. Bây giờ mình đi vào câu B. Vào buổi chiều, khi bóng của bạn nam dài 3 mét. Bóng của nam dài 3 mét nha. Hỏi cột cờ cao bao nhiêu? Được chưa? Tức là vào buổi chiều. Thì cái bài này mình cũng vẽ là hình vẽ minh họa cho bài toán ha. À, đã nói là vào buổi chiều thì bóng của nam, à, đã nói ha, vào buổi chiều thì bóng của nam dài 3 mét, hỏi cột cờ cao bao nhiêu mét? Hỏi bóng của cột cờ chứ. À, bóng của cột cờ. À, buổi chiều thì bóng của nam dài 3 mét. Là cái này minh họa thôi nha. Thì đáng lẽ là dễ gì dễ dài vậy đó.
dài cái gì cũng được. Đó. Ví dụ à, buổi chiều ha, bóng của cột cờ, bóng của nam dài 3 mét, nhưng mà cái chiều cao cột cờ là 7, là nó cố định rồi. Nó hỏi ngược lại là bóng của cột cờ là bao nhiêu. Được chưa? À, thì đây mình đặt y chang vậy ha. Rồi, mình sẽ làm y như thế này. Đó, mình sẽ rút cái bóng ra là AC. Mình sẽ lấy là AB nhân ME chia mệnh N. AB là 7, ME là 3 chia 1,4, 21 chia cho 1,4 là bằng 15 nha. Đấy rồi, đó là xong này. Chưa rồi, chúng ta đi vào câu cuối cùng. Thì cái câu này cách làm như thế nào là mình đã biết rồi, đúng chưa? Mình nhập vô máy tính, mình bấm ra, thì ở đây là bấm ra là cái nghiệm ít là 200 đó. Nha, thì có chỉ bấm rồi đúng không? Thì bây giờ mấy em tự bấm nha. Tức là x nó bằng 200. Dùng Casio á, thì mình sẽ là x trừ 200 phải bằng 0. Đó là cái này nè. X trừ 200. Thì bạn phải tạo ra được x trừ 200, nhưng mà bài này phải tạo ra 200 trừ x. Tại vì cái trừ x nó đứng sau nào, hiểu không? Họ phải đổi ngược lại 200 trừ x. Vậy bạn ghi là cái này nè. Nè, đó mình thấy là 200 trừ x, thì đây còn lại trừ x là giống rồi, 200 sao ra 99 đúng không? Đó, mình trừ trừ cho bao nhiêu, trừ 101. Còn tương tự đây, 200 trừ x trừ 103, 200 trừ x trừ 105, rồi 200 trừ x trừ 93, hai trừ 107, rồi trừ 4 là chuyển qua hàng cộng 4 nè, rồi lấy 200 trừ x chia 101 trừ 101, lẻ ba nha. Tương tự 200 trừ x chia 105, rồi 200 trừ x chia 107 trừ 107 chia 107, 101 chia 101 là 1, 103 1, này là 1, 1, thấy không? Trừ 1, trừ 1, trừ 1, trừ 1 với cộng 4 là mất rồi. Đó, thì chúng ta bỏ đi những con số đó ha. Trừ 1 nè, trừ 1. Rồi chúng ta đem 200 trừ x ra ngoài. Rồi lại 1 phần 101, 1 phần 103. Rồi chúng ta chia xuống ha. 200 trừ x bằng 0. Không chia cho cái đống này, thì cái đống này khác không mà, đống đó là dương đúng không? Không chia gì cũng bằng không. Rồi vậy chúng ta tìm là x nó sẽ bằng là 200. Rồi chúng ta kết luận vậy, nghiệm của phương trình là rồi, đó là hoàn thành xong bài này, hiểu chưa? Rồi các bạn đã thắc mắc không? Rồi có thắc mắc không? Có ai